Wow, bạn muội ăn cái gì á bạn muội? Ôi, bạn muội ăn bánh, ăn thức ăn mà cá con cua nó bò lại nó kiếm nó ăn với bạn muội kìa. Cua cá rồi nó, muội ơi, cua cá nó lại nó ăn với thức ăn của con kìa. Lẹ lên, lại ăn hết đi, nhanh lên, nhanh lên đi, cua cá nó lại nó ăn hết của con rồi. Trời ơi, có con cá vàng nó lại nó ăn. Cậu ba, nó nhanh lên cậu ba. Wow, con cá bự khổng lồ trên đầu bọn muội luôn. Rùa đang bơi tới ăn luôn nè, có bạn rùa khổng lồ. Có bạn rùa khổng lồ đang bơi tới bọn muội ăn luôn bọn muội. Nhanh lên. Cái dĩa của bạn muội nó nhiều con nó vu lại nó ăn ghê luôn. Rồi nó qua dĩa cậu ba rồi kìa cậu ba. Che lỡ cho nó ăn nữa. Thôi bạn muội lại cái bạn rùa sợ quá, bạn rùa bơi đi chỗ khác luôn rồi. Bạn muội. Con cá khổng lồ nó nằm giữa hai cái dĩa của cậu muội với cậu ba, nó quay cái đầu rồi nó quay cái đầu cái miệng qua cái dĩa của muội nó ăn rồi kìa. Muội che lại đi con cá khổng lồ nó quay nó ăn cái dĩa của muội kìa. Wow, có con cua nó bò lên tay muội nó ăn rồi, rồi cua nó bò vô cái dĩa của muội luôn rồi kìa. Đuổi nó đi, đuổi nó đi, đuổi đi rồi bò qua dĩa cậu ba rồi kìa. Nó bò đáo lại dĩa của bà muội. Che lại, che lại. Ôi, có bằng rùa nữa. Bằng rùa với bằng cá bự bơi qua cái dĩa bằng mũi không à? Hình như cái dĩa bằng mũi ngon hơn dĩa cậu ba hay sao? Bao nhiêu con nó tập trung vô dĩa bằng mũi không à? Đó lại, đó lại. Coi, có rất là nhiều chú cá nhỏ bơi bơi tới xung quanh dĩa cậu ba nha. Cua nữa, có con cua nữa rồi. Chạy rồi, đuổi nó chạy rồi. Che lại đi, che lại đi. Con cá khổng lồ nó đang ở giữa, nó phân vân không biết nên ăn dĩa của cậu ba ăn dĩa của xí muội thôi. Nó thấy xí muội ngon quá nó qua dĩa xí muội rồi. Rồi hai người đuổi quá, mấy con này nó chạy luôn rồi. Rồi nó đáo lại dĩa của xí muội nó ăn luôn. Ngộ quá. Cái dĩa của cậu ba thì không có nào lại hết, mà cái dĩa xí muội bao nhiêu con nó bu lại nó ăn. Đây, rùa đây. Con rùa khổng lồ tới kìa. Ăn hai Muội với cậu ba đuổi đi, con rùa khổng lồ lên đầu cậu ba đó, nhanh lên, con rùa khổng lồ. Rồi, nó bay. Nó bơi tới cậu ba kìa, con rùa khổng lồ. Muội ăn lẹ lên đi con. Rồi nó bơi qua dĩa bọn muội nó ăn nè. Ôi. Che lại rồi đuổi nó đi, đi đuổi hai con cá với con rùa đi, đi 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 hết đi, không ai mời nha, không ai mời mà đến nha, không ai mời mà đến đó. Mỗi ăn thích ăn cá nha. Rồi có con cá khổng lồ nó rình rình nó ăn cái dĩa của cậu ba kìa. Che lại rồi. Nó ăn dĩa của cậu ba đó, nó ăn dĩa của cậu ba đó. Đuổi nó đi. Đây đây. Nó qua dĩa muội rồi. Nó ăn dĩa cậu ba. Đó, con rùa khổng lồ nó nghe mùi thức ăn nó lại bơi lại cái dĩa của cậu ba với muội nữa rồi nè. Đây. Ủa, con rùa bự quá. Đây. Một bầy cá con nữa chứ. Của cậu ba đi, của cậu ba bầy. Đi. Bây giờ rùa với cá nó không có dám lại gần muội với cậu ba, nó bơi cứ là xung quanh cậu ba với muội. Đuổi đuổi nó quá, nó cứ bơi là nó không dám tiến lại gần. Trong vô chợ của cậu ba với muội ở nhà ăn nữa. Nghe không? Rồi đi rồi, đi rồi. Rồi nó đi hết trơn rồi, cua đâu, cua bò nó mất tiêu hết trơn, không thấy con cua nào hết. Đuổi quá mình cua nó bò mất hết luôn rồi. Rồi con rùa khổng lồ với cá khổng lồ cũng bơi đi mất tiêu luôn, còn có mấy con cá nhỏ nhỏ à. Còn có mấy con cá nhỏ nhỏ à. Bye bye các bạn nha. Bữa ăn dưới đáy đại dương của cậu ba và xíu muội hết rồi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.